Đây là chiếc đồng hồ Odo hàng bãi của Pháp nhé, hàng Made in France xịn này. Chiếc này là máy hình ống tây đánh chuông. Đấy, khung gỗ rất đẹp nhá, mặt số hình bát giác, máy cơ hai lỗ quát và có gõ chuông báo giờ 30 phút và mỗi giờ. Đấy, tất cả hàng đẹp keng nhé, zin bản 100%. Đây, chùm nho này, khắc chùm nho này, gỗ sồi Mỹ nhé. Chiếc này từ vành khuyên đến mặt số đến máy móc đến thùng bè tất cả còn rất là đẹp luôn. Thì đây là hình ống tây đánh chuông nhé. Đó, máy cơ hai lỗ cót, đây là mình chắc tiếng chuông này. Chuông rất ngân và hay nhé, Odo thì tiếng là quá hay rồi. Rồi 11 giờ quá 11 tiếng nhá, tiếng chuông rất ngân hay luôn, hàng rất là đẹp nhá, đáng cho anh em chơi sưu tầm. Rồi bạn nào có nhu cầu mua liên hệ theo số điện thoại 0358742679 nhé.